và mình đặt mục tiêu mà mình gồng gọi là lên gân hết cỡ các loại cơ, cả cơ đít, cơ chân, cơ tay là gồng hết lên mà không đạt được mục tiêu thì như vậy gọi là tham. Và tham như vậy thì mất hiện tại, tức là anh hoạt động lúc nào cũng phải 150% công suất mới đạt được 100% mục tiêu mà anh đạt ra. Vậy thì rõ ràng anh sinh ra để chinh phục mục tiêu, chứ anh không phải sinh ra để tận hưởng cuộc sống. Cúc Kim có đặt câu hỏi là: em chào thầy ạ. Khi mình hoạch định trước mục tiêu kế hoạch về tài chính, công việc, hình mẫu của bản thân sẽ đạt được trong tương lai cao hơn một chút để tạo nhiều động lực cố gắng, như vậy có phải là tâm tham đang vận hành và đang vọng tưởng về tương lai không ạ? Mong thầy giải đáp giúp em ạ. Chúc thầy và mọi người có một buổi tối an lạc. Thực ra thưa với Cúc Kim là thế này mới gọi là tham này. Tức là em hoàn toàn có thể đặt mục tiêu cao hơn nguồn lực của em một chút. Nhưng mà thực ra cái lúc mà chúng ta đặt mục tiêu cao hơn nguồn lực ấy, thì hỏi rằng có chắc là mình đặt mục tiêu cao hơn không? Có thực là như vậy không? Thì câu trả lời là không thực. Hay chúng ta bảo là đặt đúng hay đặt thấp hơn có thực là như vậy không? Thì gọi là không thực. Chính vì không thực cho nên mình gọi là kế hoạch. Mục tiêu trong kế hoạch. Thế thì khi mà mình đặt mục tiêu như vậy, ok, hướng đi. Nhưng điều quan trọng nhất là từ cái mục tiêu đấy, mình chia nhỏ các mục tiêu về mục tiêu. Ví dụ đặt mục tiêu trong 5 năm, xong mình chia nhỏ mục tiêu về từng năm, xong mình trong một năm đấy mình lại chia nhỏ mục tiêu về từng tháng, xong trong một tháng đấy mình lập kế hoạch liệu có đạt được không, và mình nỗ lực 100% mà đạt được nó thì có nghĩa là đúng. Mình nỗ lực 80% mà đã đạt được thì có nghĩa là mình đặt mục tiêu thấp hơn cái nội lực của mình. Nhưng mà mình đặt mục tiêu mà mình gồng gọi là lên gân hết cỡ các loại cơ, cả cơ đít, cơ chân, cơ tay là gồng hết lên mà không đạt được mục tiêu thì như vậy gọi là tham. Và tham như vậy thì mất hiện tại, tức là anh hoạt động lúc nào cũng phải 150% công suất mới đạt được 100% mục tiêu mà anh đạt ra. Vậy thì rõ ràng anh sinh ra để chinh phục mục tiêu, chứ anh không phải sinh ra để tận hưởng cuộc sống. Vậy thì vấn đề nó cũng không đúng không sai nhé. Vấn đề là anh sinh ra để chinh phục mục tiêu cũng được, hay là anh sinh ra tận hưởng cuộc sống cũng được. Nó giống như kiểu là một anh phải đi xe đạp từ Bắc vào Nam trong 10 ngày phải đi đạt được cái đó, thì anh phải hùng hục anh đạt. Nhưng anh khác anh bảo tôi sẽ đi từ Bắc vào Nam, nhưng tôi sẽ nỗ lực, nhưng mà cân bằng với sức khỏe của tôi và tôi không cần đặt mục tiêu, thì người ta gọi là vừa đi vừa tận hưởng cuộc sống. Do mình lựa chọn thôi, không đúng không sai nhá. Vậy thì ở đây này, cái điều quan trọng nhất là mình nỗ lực bằng tất cả nội lực của mình rồi, bằng tất cả trong phạm vi mà mình tận hưởng cuộc sống 100%, chứ không phải tất cả bằng 200% nhé, bằng 300%. Đấy. Và nếu có 200-300% nó chỉ mang tính thời điểm, chứ nó không phải mang tính xuyên suốt, thì có nghĩa là mình đang đặt mục tiêu đúng. Vậy thì khi mà mình nỗ lực, điều quan trọng nhất là mình đã nỗ lực hết mình rồi. Thế còn kết quả nó đạt được bao nhiêu thì mình chỉ thuận theo tự nhiên thôi, chứ không phải mình quá đau khổ vì cái mục tiêu mình không đạt được. Không. Vì vậy là bạn đặt 120% mục tiêu theo cái dự kiến mà bạn đặt ra, nhưng bạn phải làm đến 150% sức lực của bạn và của đội nhóm thì mới đạt được. Thì có nghĩa là cái người đi làm họ như tra tấn, họ không được tận hưởng cuộc sống. Thực ra ở đây có một số tập đoàn mà chúng ta nhìn thấy, tập đoàn Việt Nam là tuyển người về làm, họ trả lương cao, nhưng họ bắt người ta phải làm lúc nào cũng trong tình trạng 150% công suất. Cho nên là người làm ở đó thu nhập thì cao, nhưng mà thật sự chất lượng cuộc sống thì vô cùng tệ, tức là không được tận hưởng cuộc sống, mà thật sự là đi bán sức lao động, bán thời gian để tồn tại. Như vậy thì rõ ràng là họ sẽ không đi được dài được. Vì vậy nhân sự họ sẽ chỉ đi được 1-2 năm, họ mệt quá họ phải nghỉ. Đấy. Thì vấn đề là bạn cũng vậy. Nếu bạn đặt mục tiêu cho bạn mà bạn cứ lúc nào cũng phải gồng mình lên để bạn mới đạt được,
thì rõ ràng cuộc đời của bạn vô cùng mất chất lượng. Và có những người stress, có những người trầm cảm, và thậm chí có những người phải cố gắng đi nổ thật to với những người xung quanh để tỏ ra ta đây là người luôn chiến thắng. Nó phải thế. Tóm lại là gì? Mình cứ nỗ lực hết sức mình, 100% sức lực của mình. Còn cái giờ cần phải ăn thì cứ tĩnh tại mà ăn. Cái giờ cần phải ngủ cứ tĩnh tại mà ngủ. Cái giờ cần refresh lại, tức là cần phải đi chơi, đi du lịch thì cứ đi du lịch. Còn cái giờ làm thì nỗ lực tuyệt đối và tập trung tuyệt đối mà làm. Thế còn kết quả nó đạt được bao nhiêu thì có nghĩa là mình đón nhận bấy nhiêu. Thế còn nếu sau cái kết quả đấy mình đã nỗ lực 100% rồi mà nó vẫn không bằng người ta thì có nghĩa là cái đầu mình ngu. Thế cái đầu mình ngu thì mình phải gì ạ? Lại phải dành dụm tiền để đi đào tạo lại cái não của mình. Cái não của mình phải được bồi bổ thêm. Thì nó cứ như vậy, nó cứ như vậy. Rồi từng ngày nó qua đi thì mình sẽ được tận hưởng cuộc sống và không phải áp lực với cái mục tiêu mình đặt ra. Như vậy hướng đi là quan trọng. Bạn hãy đặt cho mình một cái kế hoạch, một cái hướng đi. Và mục tiêu là bạn cứ đặt. Và nhiệm vụ của bạn là gì ạ? Làm 100% sức lực 8 tiếng một ngày. Thế còn nó đạt được hay không đạt được thì mình phải chấp nhận thôi và đón nhận nó. Thì cái đó bạn được gọi là giải thoát. Còn bạn bắt buộc gồng mình lên, phải lúc nào cũng đặt mục tiêu 150% và phải đạt được đúng mục tiêu 150% theo dự kiến, thì có nghĩa là bạn gì ạ? Bạn đang chống lại quy luật tự nhiên, và một ngày đẹp trời bạn sẽ nhìn lại chất lượng cuộc sống của bạn vô cùng đẹp nhá. Thì tôi nhắc lại, vấn đề là bạn lựa chọn là thong dong tận hưởng cuộc sống hay là bạn phải là người về nhất trong cuộc đua, thì đấy là tùy lựa chọn của bạn. Nhưng mà với tôi thì tôi quan tâm đến chất lượng cuộc sống nhiều hơn. Chất lượng cuộc sống nhiều hơn là chúng ta phải là người chiến thắng, phải là số 1, phải là số 2 gì đó, không, điều đó không quan trọng, điều đó không còn quan trọng. Rồi, cảm ơn bạn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.